Thưa quý vị, liên quan đến vụ án nhà cán bộ huyện bị mất cắp gần 20 lượng vàng ở Cà Mau. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can bắt giam bà Lê Thị Kim Tuyến, 30 tuổi, ngụ tại phường 8, thành phố Cà Mau để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị can Tuyến là người thứ ba bị bắt trong vụ đột nhập nhà cán bộ huyện trộm vàng và tiền. Hai bị can bị bắt trước đó là Trần Thanh Phong, 26 tuổi, ngụ tại phường 1, thành phố Cà Mau và Nguyễn Trí Cường, 22 tuổi, ngụ tại Cà Mau. Cả hai bị bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can là Phong và Cường đột nhập nhà cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, trộm nhiều vàng và tiền. Sau khi lấy trộm tài sản, bị can Cường đưa cho dì ruột là bị can Tuyến cất giữ. Sau đó bị can Tuyến mang vàng đi bán được hơn 130 triệu đồng số tiền bán vàng bị can tuyến tiêu xài và đi mua vàng về cơ giữ. Quá trình truy xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã bắt nghi phạm Nguyễn Trí Cường và Trần Thanh Phong. Bước đầu, cả hai thừa nhận thực hiện vụ trộm nói trên.